video của các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay sẽ làm slam. Thì bây giờ thôi, bởi bọn được khỏe cũng không còn nói. Kẹo sữa, nước và dung dịch làm đông. Nước, dung dịch làm đông. Đầu là hương. Hương đây. Mình đã thêm cà phê các bạn à, mình đã cho tất cả nguyên liệu vào rồi ha các bạn. Đó, mùi ve rất là thơm, mùi rất là thơm về mùi cà phê nhỉ. Mình cho khá ít, em cho thêm một ít nữa nha. Đấy, được rồi. Mùi này mình không có bán nhưng mà có gì thì mình sẽ bán, nhập thêm về. Mình không ăn gì nữa các bạn, nhổ ấy mà. Đó, túi rác cạnh mình ấy, cái túi rác ấy. Ui, thơm ấy. Còn trong một cà phê, đây là mình có cái background mới nha các bạn. Mình tự làm, mình sẽ cho các bạn con. Là cái background mới. Mình quay vào buổi sáng 9:30 rồi, nhưng đang trời đang mưa, đang hết tất cả lại đang là tối rồi. Mình cho nước rồi nha, mình sẽ cho dung dịch làm đông với tinh hoa đấy. Cái này mình pha khá là đặc ấy, sẽ cho từ từ thôi, sẽ cho đông nữa. Mình sẽ cho nhiều cái này, mình làm nhiều rồi nên là mình biết rồi. Thành rồi nhé, làm nó khá lỏng. Như mình cho khá lỏng nên mình sẽ cho thêm keo vào. Nhưng mà cách này nó kiểu gì vậy? Keo hả? Cho hết keo rồi. Kệ đi, không cho nữa. Mình rất là tiết kiệm keo luôn ấy. Mình phải cho nhiều vào. Mình rút rất là nhiều. Đấy, tàn rồi. Nó lọc rồi. Hay mình cho thêm keo các. Ờ, không nên mình có keo gì. Hết lòng rồi các bạn, là mình đụng vào nó hơi là ngọt một xíu. Rồi, thêm chút chút rồi. Mình định làm slime cho được restock của tiếp á các bạn. Mình chuẩn bị keo rồi, đây keo đi, keo gỗ. Cái này mình mua keo ở ngoài, keo ATM. Nó dính dính quá. Nó dính cả cái tờ giấy mà nó rất là chặt luôn ấy. Còn này mình đi học không có bận lắm. Hôm qua mình mới đi học chống trỏ cờ về thôi. Đi học bận, mới học luôn. Mình về 5:30, hôm qua mình quay nhưng mà không có thời gian, bởi vì mình định đi học về quay luôn nhưng mà mình phải đi học chống trỏ cờ. Sáng mình được nghỉ, chỉ có mỗi sáng thứ tư là mình đi học với các bạn, hôm nay thứ năm. Không phải mình muốn khoe các bạn là mình chỉ nói thế thôi.
chén, một bên sẽ đổ. Một cái chảo nó phiền phức á. Để nó lo ra mình rồi. Hơi bị dính thêm nước à, dung dịch activator. Trời ơi, nước nó tràn đầy mà khốn khiếp. Nhà mình giả băng keo đi rồi nên nó không bị sợ bị ấy cái giấy á hay dính. Nó dính cái gì á. Hiện tại mình chưa mua được sốt nên mình không làm được slam cream cheese. Cream cheese slam. Không biết tập như sao nữa. Một cái slam sốt base. Đây là mình làm xong một cái base slam. Có mùi luôn. Nếu các bạn thích cũng không bỏ mùi cũng được nha mấy bạn. Mình có mùi mà. Mình chứ bỏ mùi. Mình chưa mua được những cái mùi mới mới tí của cà phê bình thường thôi. Thêm là dung dịch ơi, dung dịch hãy đến với chị và thay chị. Mình rất là ảo tưởng luôn. Mình tự công nhận mình luôn ý, mình không hiểu tại sao. Có lúc thì mình thích không thích chơi slime mà có lúc mình thích chơi mà đặc biệt mình chơi nước là squishy luôn. Slime này kiểu như là mình xem trên mạng á, có người chơi thì mình mới bắt chước theo chơi.